Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khanh Xe Tải Chính Chuyên Dùng. Thì như các bạn cũng đã biết thì kênh Khanh Xe Tải Chính Chuyên Dùng là một trong những kênh là mua bán xe tải, xe chuyên dùng đó, từ 500kg cho tới 40 tấn đều có hết nha các bạn, tất cả các loại hết. Và đặc biệt là bên mình có thu xe cũ đổi xe mới cho các bạn luôn. Thì nếu như các bạn nào có nhu cầu mà thí dụ như cần đổi sang cái xe nó mới hơn, nó an toàn hơn, đẹp hơn, thì các bạn hãy liên hệ với mình, thì mình sẽ tư vấn và đổi cho các bạn, mình thu lại xe cũ cho các bạn luôn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái sản phẩm hôm nay là cái một mẫu xe thùng đông lạnh nha. Thùng đông lạnh hôm nay là cái mẫu xe Hino FC 6 tấn. Có cái model là của thuộc phân khúc là Hino 500 nha. Đây nè. Thì cái phân khúc con xe này á, thì nó là cái phân khúc xe 500 mà tải nhỏ nhất đời 2022 mới nhất luôn các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng xung quanh xe, rồi sau đó mình sẽ giới thiệu về cái phần cái thùng xe cho các bạn. Thì cái phần thùng xe này nó sẽ đặc biệt hơn những cái con thùng đông lạnh ở những đơn vị khác đóng. Thì mình một chút nữa mình sẽ tư vấn cho các bạn luôn. Nó rất nhiều là điểm đặc biệt. Và đặc biệt á, là cái xe thùng đông lạnh này hiện tại bên mình đang có chính sách là ưu đãi giảm giá từ 10 đến 15% cho các bạn. Từ 10 đến 15% cho các bạn, để các bạn thí dụ như là khi mình có nhu cầu á là mình sử dụng, thì đây cũng là một mức hỗ trợ gọi là rất là hấp dẫn ha, hấp dẫn. Thì bây giờ mình sẽ đi ra phần sau cái thùng, mình tư vấn cho các bạn về cái thùng cấu tạo, rồi tiếp theo là một số thí dụ như ưu nhược điểm của bên mình ha, bên mình sẽ tư vấn cho các bạn luôn. Thì cái thùng đông lạnh của bên mình thì nói chung á là nó cũng như những cái thùng đông lạnh khác, nhưng mà về cấu tạo của nó sẽ khác nha. Thứ nhất là bây giờ khi mình mở cái thùng ra nè, mình mở cái thùng ra các bạn có thể thấy nè, đây nè cái rồn cách nhiệt nè, nó tới 5 lưỡi luôn, 5 lưỡi đây, 5 lưỡi nè. Những đơn vị khác thường nó sẽ có 4 lưỡi thôi, thì cái này á 5 lưỡi thì nó giúp kiểu như là nhiệt độ nó giữ tốt hơn nha các bạn. Tiếp theo nữa là cái thùng bên hông nè, cái thùng bên hông của mình á, cái vách thùng nè, hiện tại là bây giờ mình đóng cái thùng lại nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về các bạn ha, cái độ dày thành bên nè nó là chỉ có 85 thôi, nhưng đây, mình sẽ lên đây. Bây giờ mình lên đây mình giới thiệu cho các bạn cho nó chi tiết ha. Thứ nhất là về cái thành bên, thành hông, mặt trước, mặt trên thì nó là có độ dày là như nhau là 85 nha các bạn. Còn nếu như các bạn muốn nó dày hơn hay sao đó thì các bạn có thể là báo lại với mình ha, mình có thể thêm vô, nhưng mà tiêu chuẩn á là 85. Còn cái mặt đáy nè, mặt đáy tấm banner đấy nè, nó chưa bao gồm cái sàn này nha các bạn, chưa bao gồm cái sàn này, nó đã 10,5 rồi, là tất nhiên là nó 105 đó. Còn cái này mình rót thêm nha, nó sẽ cao hơn một xíu nha các bạn. Đấy, các bạn nào thí dụ như là trong quá trình mà mình sử dụng đi, cái hàng hóa mình nó còn là thứ nhất là sàn inox hay là sàn nhôm hay là sàn composite đúc, thì bên mình vẫn hỗ trợ làm cho các bạn luôn nha. Bên mình không có phân biệt là sàn gì hết, bên mình vẫn làm hết từ A tới Z cho các bạn luôn. Và mặt bên hông bên mình vẫn cuốn nhôm lên, thì như các bạn có thể thấy nè, nhôm bên mình cuốn lên nè, nó này nó phải là 3 tấc đó các bạn, cuốn cao lên 3 tấc. Cái điểm đặc biệt của cái thùng bên mình á, so với những cái đơn vị khác á, là bây giờ mình gõ cho các bạn xem nè, cái tiếng nó rất là trong nha các bạn, cái tiếng nó rất là trong. Sở dĩ cái tiếng nó trong như vậy là cái thùng mình đúc, cái tấm bên nơi mình đúc bằng robot nha các bạn, chứ mình không có thí dụ như là những đơn vị mà sản xuất thùng đông lạnh truyền thống á, thì người ta sẽ dùng là thứ nhất là cái form nó rồi bắt đầu người ta dán từng lớp rồi người ta dán keo á các bạn, rồi xong người ta ép chân không hút ẩm, còn mình nhìn đúc hết luôn, đúc hết rồi mình hút ẩm thôi, trong có dán. Còn cái thùng đông lạnh này thì nó sẽ có cái kích thước nè, kích thước dài từ đầu cho tới cuối là nó 6,5 m nha các bạn, 6,5 m. Còn cái chiều rộng của nó là 2,2 m, chiều rộng ngang là 2,2 m. Còn cái chiều cao của nó là 2,1 m nha các bạn, 2,1 m. Đó,
nó rất là rộng nha, cái xe này rất rộng. Sở dĩ cái thùng đông lạnh nó phải rộng phải dài á là nó phải có cái không gian để nó đối lưu nha các bạn, nó đối lưu không khí. Ở trên đây thùng thì mình còn có cái đèn thùng nữa các bạn nè, đèn thùng để khi mà thí dụ như mình chất hàng hay mình lên xuống hàng về ban đêm đó, tối á, thì mình có thể là mở là ha. Còn đây là cái đây, nhận lạnh đây. Cái này là nhận lạnh của máy lạnh Carrier nha các bạn. Carrier nó có cái model là CityMax 700. Thì cái máy lạnh này nó có độ lạnh rất là sâu nha các bạn, độ lạnh rất sâu. Nguyên cả một cái thùng đông lạnh này nè. Bây giờ mình sẽ báo giá cho các bạn nguyên cái thùng đông lạnh này. Nó chỉ có giá là dưới 500 triệu thôi nha. Dưới 500 triệu. Còn nếu mà các bạn nào mà thí dụ như mua cái thùng này ở ngoài á, những đơn vị khác á, đại lý khác nó bán lại á, thì cái thùng này nó lên tới 600 triệu là 600 triệu. Còn bên mình chỉ bán có chưa tới 500 triệu nha các bạn, chưa tới 500 triệu. Thí dụ như là nếu mà các bạn nào còn thêm option gì á, bên mình sẽ thêm cho các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống, mình đi xung quanh cái thùng. Đó, mình giới thiệu về những cái phụ kiện, đó, phụ kiện cho các bạn luôn. Thì bây giờ mình giới thiệu ở trong thùng rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu bên hông thùng đằng sau cho các bạn ha. Đó, thì bên hông á thì bên mình sử dụng là cái cản á, cái cản nhôm. Còn cái bát cản này là bằng inox nha các bạn. Cái thùng á bên mình á là nó vậy nè các bạn. Cái sàn thùng này nè, cái sàn thùng này nè, là nó có 4 lớp trong đây nè các bạn nè. Ba lớp. Còn nếu mà tính luôn cái lớp sàn bên hông nữa, bên trong thùng nữa là 4 lớp. Đó, nó có gỗ composite rồi đó, nó ép lại cho các bạn. Còn cái đà này nè. Cái đà này tiêu chuẩn là sắt nha các bạn, tiêu chuẩn là sắt. Đó. Còn các bạn nào thí dụ như mà muốn sử dụng nó lâu dài, cái xe mình chạy gia đình, hoặc là thí dụ như là mình muốn nó cao cấp hơn, nó khỏi rỉ sét này nọ, thì mình có thể là thêm option là chỗ này là mình thay bằng inox, là bên mình vẫn hỗ trợ làm hết từ A tới Z cho các bạn luôn nha. Đó. Còn cái này mình làm bằng máy nên nó phẳng nhìn nó rất là đẹp nha các bạn nè. Nó rất là đẹp. Cái về xe này các bạn nè. Về xe là bằng composite đúc luôn nha. Dày cua nè, cứng ngắt à. Đó. Bên mình làm đồ nó dày chứ không có làm mỏng đâu. Rồi ngoài ra thì cái phần đuôi xe nè, đuôi xe thì bây giờ mình mở cửa cho các bạn coi nè. Bên mình vẫn sử dụng là ron 5 lưỡi nha. Đây. Ron 5 lưỡi hết. Bề mặt uốn góc rất là gọn nha các bạn. Đây khu vực phía sau thì mình có hai cái miếng nhựa này nha. Thì khi mà các bạn ve các bạn không thấy thì cái này nó sẽ bảo vệ cái thùng của mình khỏi biến dạng nha. Còn khu vực phía sau thì nó mang cái tính đặc trưng riêng của bên mình nha. Nó không có pha lộn với lại quyền hay là không pha lộn với lại Lambert hay một đơn vị nào khác. Tại thứ nhất là mình làm thùng là thùng mình tốt là mình phải có thương hiệu, nhận dạng thương hiệu riêng. Mình không bắt chước những người khác. Đó. Với lại cái thứ hai nữa, khi các bạn mua sản phẩm bên mình, các bạn cũng không thích sản phẩm của bên mình bị đạo, bị nhái. Đó. Ý nghĩa của bên mình là không muốn là copy một cái thương hiệu nào hết về hình dạng. Đó. Ngoài ra thì những cái đơn vị khác thì người ta luôn luôn chọn cái thương hiệu gọi là copy. Nhưng mà mỗi doanh nghiệp người ta sẽ có cái hướng đi riêng. Thì mình không có nói về cái phần đó. Nhưng mà bên mình thì mình có cái mẫu thiết kế riêng đó, của bên mình. Nên khách hàng khi mà lựa chọn cái thùng của bên mình á, là khách hàng cứ yên tâm. Cái thùng của bên mình là có tiêu chuẩn ISO đàng hoàng nha các bạn. Có tiêu chuẩn ISO của Anh đàng hoàng. Chứ không phải là hàng chợ đâu, hàng cao cấp đàng hoàng nha các bạn. Khi mà các bạn nào thí dụ như cần tham khảo thông tin gì đó thì bên mình sẽ cung cấp cho các bạn hết ha. Rồi, thì còn cái mẫu thùng này á, thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái ngân hàng nếu mà các bạn nào có nhu cầu. Thì cái ngân hàng thì cái xe này nó hỗ trợ cho các bạn cũng như là những cái dòng xe khác. Riêng về dòng xe hãng thương hiệu thì bên mình hỗ trợ cao nhất lên tới 95% và trung bình ở mức là 70%. Đó. Thì doanh nghiệp các bạn hay là cá nhân gì đó cần nhu cầu vay bao như thế nào sao sao thì các bạn có thể là gợi ý cho bên mình. Đó. Thì bên mình sẽ trả lời cho các bạn luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần bên trước cái thùng xe. Mình chỉ cho các bạn cái máy lạnh
Harrier nha. Cái máy lạnh Harrier này thì được rất nhiều doanh nghiệp vận tải lớn người ta lựa chọn. Trong đó là có CB này, có đặc biệt là Bách Hóa Xanh á, công ty Thế Giới Di Động á các bạn. Lựa chọn cái máy lạnh này rất là nhiều vì cái máy lạnh này nó có cái độ lạnh đều và lạnh sâu hơn những cái loại máy lạnh khác. Đó. Mà cái trọng lượng của nó lại nhẹ nha các bạn. Cái trọng lượng của nó nhẹ nên mà khi mà thí dụ như là mình chạy mình hoạt động này nọ thì nó vận tốc rất là nhiều ha. Thì với lại cái ưu điểm, bây giờ mình sẽ nói về cái phần ưu điểm tiếp theo của cái thùng. Đó. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần ưu điểm nha. Cái thùng bên mình á, khi mà chạy cái máy lạnh này nè, máy lạnh sâu nè, thì nó sẽ lạnh rất là nhanh là cái thứ nhất. Cái tiếp theo nữa, cái thùng này nó âm tới 18 độ C nha các bạn. Âm 18 độ C. Đó. Sở dĩ là nó âm được 18 độ C và nó giữ được rất là lâu là do cái thùng này nó đúc chứ không phải là dán. Còn ngoài ra thí dụ như mình nói sơ sơ nha, xui rủi nha, các bạn qua quẹt chúng đi thì cái thùng dán nó sẽ rách. Nó rách y như cái tờ giấy của mình mình xé vậy nè. Còn cái thùng đúc á, cái thùng đúc á thì khi mà thí dụ như gặp sự cố gì đó, tai nạn đi, nó lủng chỗ này thì các bạn có thể giá lại được. Bên mình có thể có gọi là xe giá lại cho các bạn, ép lại cho các bạn, hút chân không rồi cho các bạn, rất là dễ. Chứ còn nếu mà thùng dán á là các bạn phải thay luôn một miếng bên đây nè, một miếng bên hông luôn nè. Đó. Nó nói chung là nó tốn kém chi phí lắm các bạn. Còn các bạn nào muốn biết nhiều hơn về cái thùng của bên mình, từ thông số này rồi từ đến chất lượng này nọ thì các bạn cứ gọi cho mình nha. Cái xe này thì chở lên đến tới 7 tấn rồi nha các bạn. Lên đến 7 tấn. Đó, trọng tải thì nó 11 tấn. Thì như các bạn cũng biết rồi. Thì sau đây mình sẽ kết thúc cái phần video giới thiệu về cái xe đông lạnh Hino FC phân khúc 500, máy lạnh Harrier CityMax 700. Ngoài ra thì mình còn có cái con Isuzu, nó cũng y chang như vậy luôn nha các bạn. Cùng phân khúc luôn, cùng máy lạnh, cùng thùng, cùng kích thước hết luôn nha các bạn. Thì các bạn là tín đồ của cái dòng phân khúc nào thì các bạn cứ gọi cho mình. Có cả hai dòng cho các bạn lựa chọn luôn nha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.